Không phải tôi mua Arsen gọi khen Arsen đẹp, mà thật sự nhìn đẹp hơn Vios ngang tầm tiền. Vui vẻ không bạo, đừng ném đá em. Dạ rồi, em chào anh Asu nha. Cảm ơn anh đã quan tâm và để lại bình luận xe bên em. Trong phân khúc xe 5 chỗ xe anh cỡ B ở thị trường Việt Nam thì khá là thịnh hành luôn. Doanh số cực kỳ tốt hơn so với các phân khúc khác, nên là các đối thủ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi và option công nghệ trên xe thì luôn thay đổi liên tục để đáp ứng nhu cầu của quý anh chị khách hàng. Và thực tế thì khách hàng khá là thông minh, thực dụng và tương đối am hiểu về thị trường xe, nên là họ sẽ nhìn nhận hãng xe nào có mức giá và option công nghệ thiết kế trên xe thì tương ứng với giá tiền họ bỏ ra, nên là họ sẽ chọn thôi. Nên là hiện tại trong phân khúc xe 5 chỗ xe cỡ B, Arsen có doanh số bán cực kỳ tốt luôn, tốt hơn so với các đối thủ còn lại. Thì lý do tại sao rất là được lòng khách hàng như vậy thì hôm nay em sẽ làm một clip đánh giá chi tiết con Honda Arsen này để cho quý anh chị dễ cân nhắc, tham khảo và đưa ra cho mình một lựa chọn đúng đắn và đúng với mục đích nhu cầu sử dụng của quý anh chị nha. Trước tiên thì quý anh chị có thể thấy được ở phần cốp của Arsen thì tương đối khá là rộng rãi, sạch sẽ, gầm bệ thì cao ráo hơn so với các đối thủ một xíu thôi, nhưng mà nhỉnh hơn xíu về công suất của động cơ. Xe thì được trang bị động cơ cấp 3 1.4 lít cho ra công suất cực đại khoảng tầm 100 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT ở đời 2019. Điểm ăn tiền tiếp theo ở Arsen là có cửa gió điều hòa hàng thứ hai, và trong phiên bản đặc biệt là có cửa sổ trời và khởi động từ xa. Và phần form dáng thiết kế của Arsen thì khá là được lòng khách hàng luôn, luôn thay đổi thiết kế mới để đáp ứng nhu cầu của quý anh chị khách hàng. Công nghệ an toàn trên xe thì khá là đủ dùng, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, PA, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, khởi hành nhanh dốc và hai túi khí an toàn trong phiên bản số tự động tiêu chuẩn. Ô tô chuẩn 52.970 km sau 4 năm sử dụng, trung bình mỗi năm đi đâu đó 13.000 km, một chủ mua mới sử dụng ngay từ đầu. Xe gia đình không 1.000 nào đăng ký dịch vụ kinh doanh hết nhóm chị. À em quên giới thiệu lại một lần nữa đến quý anh chị là con này là Honda Arsen phiên bản 1.4 số tự động tiêu chuẩn đời 2019 nha quý anh chị. Đánh giá sơ bộ như thế thì quý anh chị đã chọn cho mình một con xe nào nó phù hợp và ưng ý nhất đối với mục đích nhu cầu sử dụng của quý anh chị hay chưa thì cứ comment cho ý kiến quan điểm cho em nha. Máy móc nổ khá liệm, động cơ số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tiết kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc theo yêu cầu của quý anh chị. Rồi nếu như quý anh chị quan tâm vui lòng liên hệ trong đất sớm nha. Số điện thoại có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhắc máy lô trong đất sớm nha. Rồi bye bye quý anh chị nha.